Bán nhà vườn nghỉ dưỡng. Trong nhà vườn này thì có mít, có chôm chôm, có chuối. Với diện tích là chiều ngang 27 m và chiều dài 48 m. Được công nhận trong sổ là 1.125 mét vuông, có trong đó có 100 mét đất thổ cư ở ngay thành phố Long Khánh. Các bạn, ngay thành phố Long Khánh có thể lập nhà vườn rất tốt luôn ở vị trí này. Hiện tại xung quanh đây người ta làm biệt thự nghỉ dưỡng khá nhiều. Lô này đặc biệt là lô góc hướng đông và hướng bắc, có hai hướng như vậy ngay thành phố Long Khánh luôn. Đây đi ra thành phố Long Khánh là chưa tới 5 km, cho nên lập một cái nhà vườn ở đây thì quá tuyệt vời. Hơn một công đất 1.125 mét vuông đó, đặc biệt có 100 mét thổ cư rồi, đường xe hơi vô tới nhà luôn, đường rất tốt, cho nên là có thể làm nhà vườn nghỉ dưỡng rất hay luôn. Và trồng các cái cây lâu năm như sầu riêng, chôm chôm, mít, bơ đầy đủ luôn ha, ngay thành phố Long Khánh. Một cái vị trí rất là ngon lành. Mai mốt cao tốc thì từ Sài Gòn về Long Khánh thì chỉ có 1 phút 30 giây. Mình nói vậy thôi chứ mà đi chừng hơn khoảng nửa tiếng, nếu mà chạy cao tốc hơn nửa tiếng thì tới các bạn. Và giá 2 tỷ còn thương lượng. Bạn nào có nhu cầu cứ liên hệ với mình qua số điện thoại ở trên. Một cái vị trí khá đẹp đó. Xung quanh đây là cái nhà người ta đang nghỉ dưỡng đây. Người ta làm biệt thự và làm nhà vườn mà, kiểu làm nhà vườn. Tương lai có những cái nhà vườn như thế này thì quá tuyệt vời. Thời điểm này mà chủ đất người ta bán, chủ nhà người ta bán như vậy là các bạn biết rồi, người ta quá kẹt. Hơn một sào đất. Có cả thổ cư thì làm 100 mét là làm biệt thự thoải mái rồi các bạn. Trồng thêm cây ăn quả, làm hàng rào, quá tuyệt vời. Đó, bạn nào có nhu cầu thì cứ điện thoại cho mình sẽ cung cấp thêm thông tin cũng như có người hướng dẫn để đi thăm nhà vườn. Từ đây đi về Sài Gòn như mình đã nói, nếu đi theo cao tốc thì chừng khoảng hơn nửa tiếng, 30 phút là tới các bạn. Giá rẻ. Đó, đây là toàn bộ cái khu vườn đây các bạn này. Có điện, có nước rồi đầy đủ ha, không thiếu thứ gì. Hiện tại trong vườn cũng có chôm chôm rồi, có xoài, có mít rồi, có xoài rồi này kia ha. Quá đẹp. Và cuối cùng là hồ sơ pháp lý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn nào có nhu cầu cứ alo cho mình. Ngay thành phố Long Khánh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.